Ôi, đâu người đi tham dự lễ thế? Vì phong 24 linh mục này đồng quá. Bà con lũ lượt kéo nhau đến nhà thờ này. Ôi, xung quanh nhà thờ kín người. Giáo dân rất là tích cực tham dự. Thank you.
chiều đôi mộng gió ngài gọi tên con khi tình đời hồng thắm sắc son ngài gọi tên con khi tình duyên phai dấu chẳng còn khi đời còn đắng cay hao mòn ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con ngài gọi tên con bước theo ngài hiến dâng tình tròn riêng con sống trong tình yêu thương của ngài để rồi hôm nay bước theo ngài hiến dâng từ đây dù nhiều chông gai nhưng tình còn quyết không phai nhòa gian khó ê chề ngài hằng bên con muôn nẻo đường ngài đỡ nâng con ngài hằng bên con cho dù dương gian có khinh chê cho dù con có quên lời thề ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con ngài gọi tên ngài hiến dâng tình yêu ngài tròn riêng con sống trong tình yêu thương của ngài để rồi hôm nay bước theo ngài hiến dâng từ đây dù nhiều chông gai nhưng tình còn quyết không phai nhòa làm sao đến đáp cho cần ôi tình yêu chưa chan vô ngần con muốn được yêu ngài mà thôi ngài gọi tên con bước theo ngài hiến dâng tình yêu ngài tròn riêng con sống trong tình yêu thương của ngài để rồi hôm nay bước theo ngài hiến dâng từ đây dù nhiều chông gai nhưng tình còn quyết không